Để không lặp lại tình trạng vi phạm như năm ngoái, Cục Bảo vệ Thực vật đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và các chất cấm trong rau quả. Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải tìm những cơ sở cung cấp rau củ quả sản xuất theo mô hình thực hành nông nghiệp tốt Việt Gáp để mua và xuất khẩu. Từ một năm trước, thì EU đã ngừng nhập rau quả của Việt Nam do có 5 loại rau quả tươi là quế, ớt, cần tây, mướp đắng và mùi tàu không đáp ứng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Để không bị ngừng xuất khẩu tất cả các mặt hàng rau quả khác, tháng 3 năm 2012, Cục Bảo vệ Thực vật đã quyết định ngừng cấp giấy kiểm dịch cho tất cả các mặt hàng rau quả tươi.